Một trong những tin tức được quan tâm nhất từ hôm qua đến nay là việc cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố và bắt giam 74 bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng Internet với quy mô cực kỳ lớn. Đáng chú ý là trong đó có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ cao C50. Đây là đường dây đánh bạc thông qua mạng Internet có quy mô rất lớn tới hàng nghìn tỷ đồng với sự tham gia của hàng nghìn người trong và ngoài nước. Qua phá án, thì Công an Phú Thọ đã thu được trên 1.000 tỷ đồng. Số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài ước chừng là 3,6 triệu đô la Mỹ, song cũng mới chỉ là thống kê ban đầu. Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan an ninh công an tỉnh Phú Thọ làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng. Liên quan vụ án, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa các tài khoản ngân hàng trị giá 381 tỷ đồng, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại. Ngay sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1975, và ông Phan Xào Nam, sinh năm 1979. Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Dương và ông Nam cùng thành lập một công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ. Sau đó, hai bị can tổ chức đánh bạc qua mạng, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Số lượng người chơi lên đến 8 triệu. Để đường dây đánh bạc được tồn tại, hai bị can tìm đến sự hợp tác của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và một số cán bộ công an. Vâng, thưa quý vị, được biết là Rick VIP, một trong những sòng bạc online lớn nhất nhì Việt Nam với hàng chục phương thức đánh bài khác nhau như là tiến lên, tá lả, chắn hay là poker. Chỉ cần vài thao tác đơn giản thì người chơi có thể dễ dàng đăng ký tài khoản và tham gia chơi trực tuyến với những người chơi khác. Lần đầu tiên truy cập thì người sử dụng sẽ được thưởng 200.000 xu từ hệ thống, và trong trường hợp sử dụng hết số tiền được cấp miễn phí thì người chơi bắt buộc phải nạp thêm tài khoản bằng thẻ điện thoại hoặc là thẻ ngân hàng để có thể chơi tiếp. Đây là một loại tiền ảo riêng trong sòng bạc này và có thể quy đổi ra tiền mặt. Để thu hút được lượng người chơi khủng, thì Rick VIP đưa ra rất nhiều chương trình quà tặng ưu đãi cho những khách hàng thân thiết hoặc là những khách hàng đã thắng cược số một lượng lớn. Một số quà tặng khiến người chơi mở mắt như là iPhone hay là xe Mazda hay xe máy. Chính vì có lượng người chơi khủng nên chỉ sau một thời gian hoạt động thì doanh thu từ cờ bạc của Rick VIP đã cán mốc lợi nhuận là gần 2.800 tỷ đồng.